Vâng, lúc này đây đứng trên sân khấu, tôi rất là vui mừng và xúc động khi chứng kiến sự có mặt đông đủ của các anh chị lãnh đạo Trung ương và thành phố, các vị khách quý, cũng như là toàn thể các doanh nhân của các tỉnh bạn, rồi của Trung ương hội, cũng như là các anh chị doanh nhân thủ đô. Có thể nói ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của doanh nhân thủ đô được chào đón các anh chị. Tôi cũng xin thay mặt Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội xin chân thành cảm ơn các anh chị lãnh đạo Trung ương và thành phố, các vị khách quý cũng như là toàn thể các doanh nhân đã dành thời gian quý báu để tham gia Tết Doanh nhân trẻ 2024 của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Vâng, trước khi có những chia sẻ sâu hơn thì cũng nhân cái ngày doanh nhân rất là đặc biệt như thế này, tôi xin đóng góp một bài thơ, xin thay mặt ban lãnh đạo hội để gửi tặng tất cả các quý vị nhân ngày đặc biệt này của chúng ta. Cho phép tôi được đọc thơ ạ. Trong bão tố, ta đứng vững vàng, giấc mơ Việt Nam vươn xa thế giới. Doanh nhân trẻ, sức mạnh vươn mình, lửa khát vọng, người sáng trong tim. Người trẻ chúng ta, sức mạnh phải phi thường, Nam Bắc một lòng, dựng xây đất nước. Giải đất hình chữ S, yêu thương khắc khoải, đất nước vươn mình, thỏa sức đam mê. Doanh nhân trẻ, ánh dương rực rỡ, vượt qua thách thức, chiến đấu không ngừng. Từ mỗi bước đi, từ bàn tay xây đắp, tất cả dành cho Tổ quốc thân yêu. Khát vọng dựng xây, bài ca hùng tráng, tương lai người ngợi Tổ quốc sáng tươi. Hỡi anh em doanh nhân trẻ thủ đô, chung tay tiến bước cho kỷ nguyên dân tộc vươn mình. Kính thưa các quý vị, phải chia sẻ rất là thật lòng là tôi không có khiếu làm thơ. Tôi rất là dốt để làm thơ, không bao giờ làm thơ cả. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt là sau khi tham dự chương trình VYBS buổi chiều ngày hôm nay, tức là diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam với cái chủ đề The New Leader AI Wave, tức là cưỡi sóng trên trí tuệ nhân tạo, thì tôi mới nhận ra một điều rằng là bây giờ là một cái kỷ nguyên chúng ta phải thay đổi trong cái cách quản trị doanh nghiệp, trong cái việc mà chúng ta phải là The New Leader để chúng ta có thể ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào trong quá trình vận hành doanh nghiệp của mình. Thì cái xu hướng này thì là một cái điểm rất là hay của trong Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội trong thời gian qua, kể từ khi launching cái chương trình VYBS trong cái lễ kỷ niệm 30 năm Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội trong năm ngoái. Và năm nay là năm thứ hai thì chúng tôi có tổ chức cái chương trình VYBS lần này. Và thông qua cái chương trình này thì tôi nảy sinh một ý tưởng là mình bình thường thì mình có những cái trợ lý ở công ty, ở văn phòng hay chuẩn bị cho mình những cái bài phát biểu, những bài diễn văn hay là những cái yêu cầu đặc biệt của các CEO. Nhưng mà hôm nay thì tôi không cần cái đám trợ lý đó. Và tôi thông qua cái trợ lý của AI và đưa ra những cái yêu cầu đặc biệt của mình. Và trong vòng đúng 10 phút, AI đã cho tôi một cái bài thơ đầy khát vọng, đầy khí thế của một cái sức trẻ. Và tôi thực sự cảm ơn AI rất là nhiều. Kính thưa các quý vị, có thể nói là Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội với hành trình 30 năm, quá nhiều những dấu ấn, quá nhiều những thành công. Tuy nhiên có những lúc thăng trầm, nhưng mà với vai trò là chủ tịch hội thì tôi nhận thấy là hội thực sự có một cái tinh thần rất là khát vọng. Và cái tôn chỉ của hội hiện nay vẫn tiếp bước các anh, đó là gắn kết doanh nhân, nâng tầm giá trị. Và trong thời gian qua, đặc biệt sau một năm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, thì chúng tôi trong một năm vừa qua và đến thời điểm bây giờ thì Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vẫn vững vàng tiến bước với rất nhiều những cái hoạt động bổ ích cho cộng đồng và cho các doanh nhân. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tổ chức được 31 hoạt động ở cấp độ hội và cấp độ cơ sở mà chúng tôi phục vụ trực tiếp cho các hội viên.
Và trong 31 cái hoạt động đấy thì chúng tôi trực tiếp xoay quanh cái câu chuyện làm thế nào để tạo ra được những hoạt động thiết thực. Đặc biệt chúng tôi tập trung cái câu chuyện là về xúc tiến thương mại và đầu tư. Đặc biệt trong cái giai đoạn khó khăn như thế này thì cái việc tạo công ăn việc làm cho các anh em rồi đem lại những cái đơn hàng nó vô cùng là bổ ích. Và theo thống kê của văn phòng hội thì đến thời điểm này cái giao dịch nội khối của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã đạt con số là 1.240 tỷ đồng. Đây là một con số tôi cho rằng cũng rất là ấn tượng. Cái điểm thứ hai đó là về sự phát triển về mặt quy mô hội. Đây cũng là một trong những cái điểm mà một trong 6 cái điểm mà được đại hội đề ra mà khi mà tôi với ban lãnh đạo, với ban chấp hành có nhận nhiệm vụ. Đó là việc mở rộng và phát triển quy mô hội. Là hiện nay theo cái chỉ tiêu của năm nay thì là chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu và không những thế còn tăng trưởng về cái số lượng bổ sung thêm những hội viên mới và cái số lượng hội viên tập thể là các câu lạc bộ và cái mô hình nhà ở các quận huyện. Hiện nay là chúng tôi đã có hơn 3.000 hội viên mở rộng đến cái số lượng như vậy. Và cái số lượng câu lạc bộ và nhà là khoảng 30 câu lạc bộ, đã thêm 3 câu lạc bộ và 1 nhà trong năm nay, nâng tổng số lên 30 và đã phủ sóng gần như là tất cả các quận huyện ở thủ đô. Thì cái điều này cũng chứng tỏ rằng là cái quy mô và cái tầm hoạt động của hội đang mở rộng rất là nhiều. Và bên cạnh đó trong năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được các tấm lòng của rất nhiều các doanh nhân và đã thu hút được nhiều chục tỷ đồng cho những cái hoạt động về an sinh xã hội. Thì có thể nói là mặc dù thời điểm bây giờ cũng như trong suốt thời gian vừa qua thì các doanh nhân thủ đô gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng bằng cái tinh thần gắn kết, bằng cái khát vọng của tuổi trẻ thì chúng tôi cũng đã làm được những cái thành quả như vậy. Và cái điều đặc biệt là của cái tinh thần đấy cũng đã được lan tỏa trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thì hôm nay là chúng tôi có 3 cái điểm nhấn, đó là diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam VYBS và chiều nay vừa tổ chức với chủ đề là AI Wave, đã đem lại cho tất cả những doanh nhân một cái tư duy mới và một cái xu hướng hành động mới về cái việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thúc đẩy không chỉ cái diễn đàn với cái chương trình như này, chúng tôi đã có một hẳn một ban đào tạo công nghệ với rất nhiều những cái doanh nghiệp có chuyên môn về vấn đề về AI, và chắc chắn là sau cái chương trình này sẽ đem đến rất nhiều những cái giá trị thiết thực bổ ích cho tất cả những cái hội viên, và cái điều này nó chắc chắn là sẽ đem đến những cái hoạt động nó bổ ích hơn nữa trong cái tương lai. Và cái điểm nhấn thứ hai đó là cái chương trình trao giải thưởng Thăng Long Trẻ 2024 và tuyên dương doanh nhân trẻ thủ đô tiêu biểu 2024. Và cái giải thưởng này thì cũng đã làm được 20 năm rồi, nhưng mà năm nay thì chúng tôi đã đặc biệt và chuyên nghiệp hóa trong vấn đề về tổ chức giải và nâng tầm cái chất lượng giải ở một mức độ là cao cấp hơn, kế thừa những cái truyền thống nó tốt hơn nữa để làm sao thu hút và tạo cái chất lượng cho giải nó ở một cái khía cạnh nó đặc biệt hơn. Chúng tôi đã qua vòng 3 vòng, vòng sơ tuyển thì cũng rất là khắt khe, rồi sau đó là vòng thẩm định chuyên sâu, thẩm định thực tế, và cái vòng cuối cùng là trung tuyển để chúng tôi lựa chọn ra 30 doanh nhân trẻ rất là tiêu biểu, và qua đó là có top 10 các doanh nhân trẻ Thăng Long. Thì cái giải thưởng này cũng là một cái điểm nhấn của chương trình ngày hôm nay, và cũng là nhân cái dịp đó để tri ân các cái doanh nhân trẻ đã đạt đóng góp được những thành tích xuất sắc không chỉ cho doanh nghiệp của mình và cho cả cộng đồng xã hội. Và cuối cùng đó là cái chương trình Gala Dinner. Mỗi một dịp như này là ngày Tết của doanh nhân thì chúng tôi cũng muốn thông qua những chương trình như này để cùng quy tụ sum vầy không chỉ là các hội viên hiện tại mà còn là chủ tịch kỳ mục rồi lãnh đạo hội các thời kỳ, cũng như là mong muốn các anh chị lãnh đạo trung ương và thành phố, rồi các anh chị trung ương hội, rồi các sở ban ngành, các anh chị doanh nghiệp của các tỉnh bạn được quy tụ về đây để chúng ta cùng nhau thúc đẩy cái tinh thần doanh nhân trẻ, để từ đó chúng ta có nhiều được cái động lực, cái năng lượng để chúng ta phát triển doanh nghiệp của mình ngày còn một mạnh mẽ hơn. Thì phía trước còn rất nhiều những cái chương trình rất hay, thì tôi cũng xin thay mặt ban lãnh đạo hội, để không phải chờ đợi lâu, tôi xin chính thức tuyên bố khai mạc chương trình Gala Dinner Tết Doanh nhân trẻ 2024 với chủ đề Future Way. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều.
Xin được trân trọng cảm ơn anh Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã có một bài phát biểu vô cùng chân thành trước toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Và thưa quý vị thân mến, người Việt Nam ta vẫn có câu nói như thế này, đó là tam thập như lập, nghĩa là một chàng trai bước sang tuổi 30 là đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Năm nay Hà Nội Bia chúng ta 31 tuổi, xin được gửi lời chúc đến Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Hà Nội BA luôn luôn sử dụng trí và lực của những doanh nhân trẻ Việt Nam, luôn luôn sử dụng khát vọng của tuổi trẻ để vững vàng tiến bước trên chặng hành trình mình luôn theo đuổi. Đó chính là kết nối doanh nhân, nâng tầm giá trị.